Này mấy đứa, có biết trong tương lai chị sẽ chọn người đàn ông như nào không? Như nào? Sẽ là một người đàn ông lịch lãm, ga lăng, chín chắn. Nói chung là một người đàn ông thực thụ. Ủa nhưng mà em nhớ hình như Hải Long ít tuổi hơn chị mà. Long nào đấy? Long hấp bơi lội trường mình đấy. Thì chị cũng thích Long. Thì ít nhất vì Long có tồn tại mà. Chị có thể ngắm được, cầm nắm được. Không hẳn là cầm nắm được à? Uống thuốc đi. Chị sợ em à? Sao ông nhìn em? Uống thuốc đi nhanh lên. Thank you.
Long có sao không ạ? Anh Long sẽ bình phục chưa ạ? Sẽ ổn. Phố đã đăng ký Hello giờ kết quả xét nghiệm dương tính với doping. Do đó chúng ta buộc phải tìm người thay thế cho Hello. Cố lên nha. Về phải.